10 năm trước có một nhóm tội phạm ở Nhật chuyên dùng súng để cướp siêu thị. Lúc cảnh sát nhận được tin báo chạy tới thì mọi chuyện đã quá muộn. Một cô gái và ba đứa trẻ đã bị chúng sát hại dã man. Anh cảnh sát trẻ gục ngã tự dằn vặt bản thân nếu mình đến sớm hơn thì họ sẽ không phải nhận kết cục như thế này. Hơn nữa cô gái xấu số kia lại là người yêu của anh. Người đàn ông xăm trổ đầy mình này tên là Sogo. Suốt 10 năm qua anh đã âm thầm trở thành chó địa ngục để trả thù cho bạn gái. Mỗi lần tiễn một kẻ ác năm xưa lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, anh đều xăm một vết lên tay để nhắc nhở bản thân phải sống cho tốt. Hôm nay Sogo đến trang trại nuôi gà vì ở đây có tên khốn cuối cùng anh cần hốt xác. Hắn ta định dùng sẻng giở trò đánh lén nhưng anh nhanh chóng né được rồi tung đường quyền đấm hắn không trượt phát nào. Sau đó tung đòn bẻ cổ giúp đối phương sớm gặp lại ông bà tổ tiên. Giải quyết xong tên cuối cùng, Sogo cầm điện thoại gọi cho cảnh sát đến dọn hiện trường. Anh cũng không muốn sống như thế này nữa nên chấp nhận ra đầu thú. Tổ trọng án biết tin thì lập tức đưa nam chính đến một nhà máy bỏ hoang để đàm phán. Cảnh sát trưởng đề nghị xóa bỏ mọi tội trạng của Sogo và cho anh một cuộc sống mới. Nhưng đổi lại anh phải làm tay trong trà trộn vào băng đảng Yakuza tên là Tosokai để giúp ông ta tiêu diệt đám xã hội thâm này. 4 năm trước, thủ lĩnh đời thứ 5 của Tosokai bất ngờ bị ám sát. Vì vậy một cuộc đấu đá nội bộ đã xảy ra giữa gia tộc bị trục xuất và gia tộc Kozu. Gia tộc Kanto dù có đến 7.000 thành viên nhưng lại ôn hòa hơn, không thích chém giết. Vì cuộc đấu đá quá khốc liệt nên cảnh sát buộc phải hậu thuẫn cho gia tộc Kozu trở thành thủ lĩnh đời thứ 6. Sau đó bọn chúng mở một công ty tài chính núp bóng mafia để hợp thức hóa các thương vụ làm ăn. Nhưng chưa được bao lâu thì thủ lĩnh đời thứ 6 bị những kẻ trục xuất chém cho cỏ mọc xanh mộ. Thế là băng đảng Tosokai lại tiếp tục bầu chọn ra thủ lĩnh đời thứ 7. Tuy nhiên cuộc bầu chọn này có khá nhiều điều bất ngờ khi người được chọn không phải là các tay anh chị có máu mặt trong xã hội, mà đó chính là gã thư ký đẹp trai Yoshitaka. Tên này vẫn tiếp tục làm theo chính sách của nhà Kozu nhưng ủng hộ bành trướng ra hải ngoại. Hắn thành lập rất nhiều băng nhóm ở nước ngoài chuyên hoạt động buôn bán ma túy và các loại hàng hóa bị cấm như ngà voi hay sừng tê giác. Cảnh sát trưởng muốn Sogo trà trộn vào tổ chức Tosokai từ những băng nhóm nước ngoài này. Nam chính định gia nhập nhóm do tên đại ca bóng lộn đứng đầu. Tuy nhiên cảnh sát trưởng không đồng ý vì hắn quá điên cuồng và khả năng hòa hợp giữa hai người chỉ dưới 10%, cho nên ông đã đề xuất Sogo vào băng nhóm do chó ngáo quản lý tại Bangkok. Cậu ta có một quá khứ buồn khi bố mẹ bị những tín đồ tà giáo sát hại. Đây chính là điểm chung để giúp Sogo có thể chiếm được thiện cảm của đối phương. Nhiệm vụ của anh là giúp chó ngáo đánh bại băng đảng đối lập leo lên vị trí cao hơn trong tổ chức Tosokai. Một năm sau, nam chính và chó ngáo đã là anh em chí cốt của nhau. Hai người vừa là bạn vừa là thầy trở thành cặp song sát nổi tiếng nhất băng. Một hôm họ nhận được nhiệm vụ xử lý lãnh đạo băng đối lập. Lúc này hắn ta đang bị nội gián của họ dụ đến một khách sạn bỏ hoang để giao dịch. Chó địa ngục và chó ngáo đột nhiên xuất hiện nhanh chóng chém bay màu đám tay chân của tên lãnh đạo. Ông ta hoảng sợ ngã lăn xuống đất xin tha mạng, nhưng chó ngáo không rủ lòng thương xót đập một phát chết tòi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sogo gọi điện báo cáo với bố già Toki, người đứng ở vị trí số 2 trong tổ chức Yakuza Tosokai. Nghe vậy bố già liền hết sức vui mừng mở tiệc chiêu đãi đàn em. Dù vẫn còn một kẻ nữa cần thanh trừng nhưng cứ vui trước rồi tính sau. Kết thúc bữa tiệc, nam chính cùng với bố già đi tìm quái vật ba đầu bón cám cho chim ăn. Còn chó ngáo thì đến gặp một người bạn cũ trước kia. Sau một vài câu chào hỏi, họ trực tiếp dẫn nhau về nhà để giao lưu bộ môn xếp hình. Phía bên kia, Sogo đi massage không chỉ để thư giãn, mà là vì thợ massage chính là cảnh sát chìm chuyên nhận thông tin từ anh. Đang sung sướng thì bố già gọi đến, hắn bảo có một tin tình báo quan trọng nên muốn nam chính qua đó gấp. Hóa ra người tình của Toki là Kisa đã điều tra ra kẻ thù cuối cùng của tổ chức Tosokai, hiện tại Tanaka đang lẩn trốn ở Long An, Hoa Kỳ. Hắn ta và xã hội thâm bên đó cấu kết với nhau làm rất nhiều việc phạm pháp. Bọn này có kỹ năng giết người siêu đỉnh và không ngại va chạm nên bố già muốn chó địa ngục và chó ngáo bảo vệ thủ lĩnh Yoshitaka, bởi vì hai người họ là những sát thủ giỏi nhất dưới trướng Toki. Sogo có vẻ như không muốn nhận nhiệm vụ này, còn Kisa lại nở một nụ cười cực kỳ bí hiểm. Chẳng lẽ giữa hai người có gì đó hay sao? Quả nhiên sau khi Sogo báo cáo nhiệm vụ cho cảnh sát trưởng thì một người phụ nữ lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà anh. Hóa ra đó là Kisa, cô ta chủ động cởi áo tiến đến nhưng nam chính vẫn nhất quyết dí con chim vào. Sáng hôm sau là buổi tuyển vệ sĩ cho người đứng đầu tổ chức Tosokai. Bốn sát thủ đỉnh cao được chọn sẽ mặc áo chống đạn và xếp thành hàng. Ngay khi tiếng còi vang lên, Yoshitaka liền quay người lại nổ súng khiến tất cả ngã nhào ra đất đau đớn. Đây là bài kiểm tra nếu bị bắn thì bọn họ sẽ làm gì để bảo vệ thủ lĩnh. Với ý chí kiên cường của mình, Sogo và chó ngáo đã cố gắng vùng dậy đánh bại hai người còn lại. Họ thành công trở thành vệ sĩ chính thức cho Yoshitaka và được đưa đến phòng làm việc của hắn ta. Trong lúc nói chuyện với thư ký, cả hai phát hiện mình chỉ là hàng sơ cua mà thôi. Thủ lĩnh còn có một nhóm bảo vệ tinh anh khác. Sogo và chó ngáo đến đây chỉ là để cho nhóm tinh anh kia có thời gian nghỉ ngơi và hai người cũng chẳng được gặp và giao lưu với bọn họ. Chó ngáo không phục khi mình chỉ là hàng dự bị, nhưng thư ký nói với cậu ta rằng nhóm tinh anh chỉ cần nhìn động tác là biết đối thủ dùng súng gì. Lúc này đèn tín hiệu trong phòng của thư ký sáng lên. Đây là cách thức gọi người của thủ lĩnh. Sau khi đi vòng vèo một hồi, cuối cùng họ cũng đến được phòng của Yoshitaka. Lần đầu tiên khi gặp thủ lĩnh, Sogo cảm nhận anh ta khác hoàn toàn với những gì mà mình tưởng tượng. Bởi vì Yoshitaka không phải là loại xã hội thâm chuyên làm việc xấu hay đâm thuê chém mướn. Trước đó có một cô gái bị kẻ xấu giống lão xếp mồm lông của tôi hấp diêm rồi sát hại, nhưng tòa án lại không kết tội tử hình cho hung thủ.
Điều này khiến cho Yoshitaka hết sức phẫn nộ, liền cử đàn em đi xử tên khốn nạn đó. Mặc dù là người có quyền lực tối cao, nhưng hắn ta khác với những ông trùm Yakuza khác. Yoshitaka sống rất có quy củ, hàng ngày ngoài bàn chuyện làm ăn bình thường ra thì hắn đều đến bảo tàng ngắm các tác phẩm nghệ thuật. Biệt thự của thủ lĩnh lúc nào cũng túc trực ít nhất là 10 vệ sĩ, nơi này còn cấm toàn bộ phụ nữ ra vào. Điều này khiến cho Ngáo nghi ngờ ông chủ là người âm dương chỉ thích đàn ông. Tối đó trong lúc gặp mặt, cảnh sát trưởng bảo Sogo đừng vội vàng hành động. Những gì anh nghe thấy từ tài xế có thể là do Yoshitaka đang muốn thăm dò lính mới. Nhiệm vụ mà ông giao cho anh chính là tìm cơ hội ám sát thủ lĩnh và lấy tài liệu trong két sắt của hắn. Hiện tại cảnh sát không dám bắt Yoshitaka là vì trong tay hắn có chứng cứ phạm tội của rất nhiều quan chức cấp cao. Nếu động vào hắn thì đám quan chức đó sẽ không để yên cho chúng ta. Cho nên việc này cần phải làm trong bí mật. Đồng thời cảnh sát trưởng cũng lấy một ngón tay nhân tạo ra và bảo rằng trên đó có dấu vân tay của tên thủ lĩnh. Trong khi đó, chó ngáo và bạn gái đang tụ tập với người nhà của những nạn nhân từng bị nhóm tà giáo kia hãm hại. Họ cùng lập ra một hiệp hội giúp đỡ lẫn nhau. Trong số đó có một cô gái là con của người phụ nữ bị cướp sát hại trong siêu thị 10 năm trước. Cô nói với mọi người rằng dạo gần đây hàng tháng mình luôn nhận được tiền của một người thần bí. Thậm chí có lần người đó còn để lại tin nhắn rằng tất cả hung thủ đã phải trả giá. Sau khi liên lạc với người nhà của những đứa trẻ bị hại thì họ bảo cũng gặp phải chuyện tương tự. Nên cô đoán kẻ bí ẩn chính là cảnh sát quản lý khu vực năm xưa Sogo. Hầu hết mọi người đều không tin vào câu chuyện nghe có vẻ hư cấu này. Nhưng chó ngáo lại tin rằng người cảnh sát đó đã trục tội bằng cách xử lý hết đám người xấu kia. Mặt khác, nam chính đang đi dạo hóng mát thì bị một đồng nghiệp cũ nhận ra. Cô ta lớn tiếng gọi Sogo khiến cho nhiều người phải quay lại nhìn. Nhưng nam chính sau khi bước chân vào con đường xã hội thâm đã thay tên đổi họ. Vì vậy anh không thể ở lại đây nên vội vàng bỏ đi. Đen đủi thay cảnh này đã bị tên béo trong bang đang đi tìm gái chứng kiến. Ngày hôm sau, Yoshitaka có một buổi tiệc với những bé đào đến từ Quất Lâm Tự. Vì tình hình kinh tế khó khăn nên mới phải dạt sang tận Tokyo, Nhật Bản. Lúc này có một cô gái đứng lên mời rượu thủ lĩnh nhưng bất ngờ bị Sogo chặn lại. Anh nghi ngờ cô ta là sát thủ do Takana phái đến nên đã ép đối phương uống ly rượu đó. Quả nhiên cô ta liền hiện nguyên hình cầm dao tấn công anh. Dù có bản lĩnh và khá nhanh nhẹn nhưng nữ sát thủ vẫn không thể làm gì trước sức mạnh tuyệt đối của Sogo. Anh vật ả xuống đất rồi đấm cho một cái ngất luôn trên cành quất. Thế là ả ta bị Yoshitaka mang đi ép cung. Đây là nơi đen tối nhất trong tổ chức Tosokai. Chỉ có những thành viên cao cấp mới biết chỗ này. Khi ấy nữ sát thủ bị lột sạch quần áo rồi treo ngược trước mặt thủ lĩnh. Nhưng dù có tra tấn thế nào thì cô ta vẫn không chịu khai ra nửa lời. Vì vậy bọn họ muốn hủy hoại tinh thần của nữ sát thủ bằng những cách tàn nhẫn nhất để xem cô ta chịu đựng được bao lâu. Đúng lúc này Yoshitaka cảm thấy có điều gì đó bất thường nên tiến đến kiểm tra. Quả nhiên phát hiện trên người cô ta có máy theo dõi của băng đảng đối thủ. Việc này hết sức nguy hiểm bởi vì ở đây không có nhiều người bảo vệ. Mà gọi điện cho 500 anh em đến thì mất ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ mới có mặt. Trong khi đó đám sát thủ của Tanaka đã tìm tới trước cửa. Bây giờ chỉ có thể dựa vào hai vệ sĩ là Sogo và chó ngáo mà thôi. Họ liên thủ với nhau đánh úp bọn chúng. Cứ thằng nào xông vào là thằng đó được bớ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Nhờ vậy mới thành công giúp Yoshitaka giữ được một mạng. Có điều trong lúc chiến đấu, thư ký của bang hội đã bị đám sát thủ bắn chết. Hôm sau mọi người tổ chức tang lễ cho thư ký Saiga. Đồng thời thủ lĩnh và thành viên cấp cao cũng bầu chọn thư ký mới cho bang. Không ngờ người được chọn lại là nam chính Sogo. Ngay cả tên đại ca chuyên hành động ở nước ngoài là bóng lộn cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Hắn nghe tên béo báo cáo rằng chó địa ngục rất có thể là cảnh sát Sogo 10 năm về trước. Và nghi ngờ anh chính là gián điệp ngầm, bởi vì không có bằng chứng xác thực nên bóng lộn chỉ có thể tìm đến đe dọa Sogo. Thấy anh em bị bắt nạt, chó ngáo liền xuất hiện đẩy tên bóng lộn ngã cắm đầu xuống đất, sau đó vào trong phòng vệ sinh đi đường quyền khiến hắn ta vỡ cả ảnh đại diện. Này thì dám động vào anh em của tao này. Bóng lộn hoảng sợ nói chó địa ngục chính là cảnh sát Sogo nhưng cậu ta không tin. Thậm chí còn ném luôn đối phương xuống cầu thang niệm luôn tại chỗ. Thuộc hạ của hắn thấy vậy liền ra tay với chó ngáo để trả thù cho đại ca. Cả hai đánh nhau từ trong nhà ra tận ngoài đường. Đến khi nam chính chạy tới nơi thì cậu ta đã xử xong tên đàn em. Vì đang ở chức vụ mới nên Sogo chỉ có thể bảo chó ngáo bỏ chạy trước sự truy sát của đám thuộc hạ bóng lộn. Còn anh sẽ ở lại tìm cách giúp cậu ta thoát khỏi hành động liều lĩnh vừa rồi, bởi vì giết một nhân vật cấp cao trong bang hội thì tội sẽ rất nặng. Một hôm cảnh sát trưởng đến nhà nam chính để nhắc nhở về nhiệm vụ cuối cùng, nhưng đúng lúc này Kisa lại bất ngờ bước ra khiến ông lập tức phản ứng chĩa súng vào cô ấy. Sogo cũng chĩa súng ngược lại uy hiếp nếu cảnh sát trưởng bóp cò thì anh sẽ không tha cho ông. Ai ngờ Kisa lại nói Sogo cũng là gián điệp à. Hóa ra cô ấy được cảnh sát trưởng sắp xếp làm nội gián từ lâu rồi, vân tay của Yoshitaka cũng là do cô lấy được. Cùng lúc đó chó ngáo thoát khỏi sự truy sát và xác nhận được chó địa ngục chính là Sogo, người cảnh sát 10 năm về trước. Phía bên kia cảnh sát trưởng quyết định thu lưới, Sogo phụ trách giết thủ lĩnh. Kisa thì thịt bố già Toki, còn thợ massage sẽ hốt xác tên quân sư chuyên đeo mặt nạ. Vì thường xuyên massage cho hắn nên bà ấy dễ dàng đi vào bên trong tiễn đối phương về miền Tây Thiên Cực nhọc. Tuy nhiên hành động của Kisa gặp một chút vấn đề, bởi vì bố già phát hiện cô ấy cùng với Sogo đã cắm sừng mình nên ra tay tấn công cô trước. Toki đè Kisa xuống đất định bóp chết người đẹp nhưng cô lập tức phản ứng tiêm thuốc độc vào chân hắn. Tuy nhiên ngay khi bố già vừa được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng thì chó ngáo lại tìm tới. Mặt khác nam chính thân là thư ký đã bắt đầu ra tay với nhóm bảo vệ. Anh giấu một khẩu súng dưới bàn nhưng dễ dàng giết chết được bọn chúng.
Sau đó anh đi thẳng đến phòng của thủ lĩnh, vốn định tiêu diệt Yoshitaka thì hắn lại bất ngờ lấy chứng cứ của đám quan chức tham nhũng ra. Chẳng thể ngờ rằng người đứng đầu bang hội cũng là nội gián. Yoshitaka không chấp nhận được sự dối trá của chính phủ nên mới trở thành một Yakuza chính hiệu. Lúc này thủ lĩnh tối cao muốn Sogo xưng bá võ lâm cùng mình nhưng nam chính liền từ chối. Thế là cả hai lao vào nhau trao đổi chiêu thức, hết dùng ngũ hổ vồ sôi lại quay ra tiên ông hái đảo. Cuối cùng Yoshitaka cũng bị Sogo bẻ cổ đăng xuất ngay tại chỗ. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì nam chính phát hiện chó ngáo đang chĩa súng về phía Kisa uy hiếp. Anh chọn tôi hay chọn cô ta? Sogo không cần nhiều thời gian lập tức nổ súng bắn chết chó ngáo. Anh cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc đời đầy tội lỗi này nữa. Nhưng ngay khi Sogo định ra tay thì Kisa vội chạy đến ngăn cản và tình yêu của cô ấy đã giúp nam chính thoát khỏi sự dày vò mặc cảm kia. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.